Chúng ta sang bài toán số 2, nội dung như sau. Chứng minh rằng với mọi n thuộc n sao thì 4 lũy thừa n cộng với 10 năm nhân với n trừ 1 chia hết cho 9. Đây cũng là một bài toán để chứng minh một sự chia hết. Đây các em có thể coi nó là một mệnh đề, và bài toán yêu cầu chứng minh với mọi n thuộc n sao thì mệnh đề này đều đúng, đúng không ạ? Như thế thì chúng ta có thể áp dụng cái phương pháp quy nạp toán học. Đơn giản. Các em sẽ thực hiện tương tự như bài toán số 1 mà thầy đã hướng dẫn. Thì chúng ta giải bài toán bao gồm 3 bước. Bước 1. Ở đây thầy ký hiệu mệnh đề đã cho là 1. Tức là chúng ta cần chứng minh 4 lũy thừa n cộng 15 n trừ 1 chia cho 9, đúng không ạ? Với n bằng 1 thì 4 lũy thừa n cộng 15 n trừ 1 sẽ bằng 4 lũy thừa 1 cộng với 15 nhân với 1 trừ 1 bằng 18, đúng không? Và chia hết cho 9. Đúng chưa? Thế thì đây các em mới suy ra là 1 đúng với n bằng 1. Được chưa? Chúng ta chỉ ra rằng với n bằng 1 thì 4 lũy thừa n cộng 15 n trừ 1 chia hết cho 9. Ta sang bước thứ 2. Đúng không? Chúng ta giả thiết hoặc là các em có thể ghi là giả sử 1 đúng với n bằng k thuộc n sao. Tức là 4 lũy thừa k cộng với 15 nhân với k trừ 1 chia cho 9. Và chúng ta ký hiệu đây là 2. Đó. Ta sẽ chứng minh một đúng với n bằng k cộng 1. Ta có. Các em sẽ thay n bằng k cộng 1 vào biểu thức 1 thì ta có 4 lũy thừa n cộng 15 nhân với n trừ 1. Khi n bằng k cộng 1 thì sẽ bằng 4 lũy thừa k cộng 1 cộng với 15 nhân với k cộng 1 trừ 1. Đúng không? Thì các em lưu ý là khi thay n bằng k cộng 1 thì cứ chỗ nào có n thì chúng ta sẽ thay bằng k cộng 1. Đúng không? Và các em sẽ phải biến đổi cái biểu thức này. Chúng ta tận dụng cái giả thiết. Đúng không? Hay nói cái khác là chúng ta phải sử dụng cái giả thiết số 2 mà các em đã có. Đó. Để chúng ta sẽ chứng minh là cái biểu thức mới này sẽ chia hết cho 9. Thì ở đây các em sẽ biến đổi. Đúng không ạ? Thì ở trên thì chúng ta có 4 lũy thừa k, ở dưới chúng ta có 4 lũy thừa k cộng 1, đúng không? Như vậy thì bằng cách nào đấy mà chúng ta phải đưa nó về 4 lũy thừa k, đúng không ạ? Thì chỉ ở đây chúng ta chỉ tách thành 4 nhân với 4 lũy thừa k, đúng chưa? Như thế thì các em sẽ tách làm sao đấy, kết quả nó sẽ là 4 lũy thừa k cộng 1. Này, chỗ này là phải cộng thêm với lại 60k trừ 4, tức là chúng ta sẽ nhân cái vế
bên trái của biểu thức số 2 này với 4 thì chúng ta sẽ xuất hiện 4 lũy thừa k cộng 1, đúng không ạ? Thế thì ở đây thầy sẽ viết lại là 4 lũy thừa k cộng 1, đúng không ạ? Các em hình dung nó sẽ là 4 nhân với 4 lũy thừa k, chúng ta phải cộng thêm 60 k, đúng không ạ? Chúng ta trừ đi 4 đã, đúng chưa? Rồi, thế ở đây thì các em mới thấy được bao nhiêu? 15 nhân với k cộng 1, chúng ta có 15k. Ở đây chúng ta đã cộng thêm 60k rồi, đúng không ạ? Chúng ta phải trừ đi 45k, đúng không ạ? Các em ở đây chúng ta có 15 nhân với 1 bằng 15, đúng không ạ? Chúng ta trừ đi 1, tức là chúng ta cộng với 14, kết quả phía trên này. Ở đây chúng ta trừ 4 rồi, đúng không ạ? Chứ chúng ta phải cộng thêm 18 nữa. Đó. Viết tiếp bằng, ở trong trường hợp này, ba cái số hạng đầu tiên các em sẽ nhóm lại và đặt 4 làm nhân tử chung, thì chúng ta có 4 nhân với 4 lũy thừa k cộng 15k trừ 1. Trừ đi, đúng không ạ? Ở đây để chúng ta thấy được chắc chắn rằng là hai anh này sẽ chia hết cho 9, thì hoặc các em có thể đặt 9 là nhân tử chung, nhưng mà thầy nghĩ rằng là cũng không cần thiết, chúng ta ghi hẳn ra đây vẫn giữ nguyên 45k cộng 18. Vì các em thấy rằng là 45 và 18 đều chia cho 9, đúng không? Thì chúng ta có theo 2 thì 4 lũy thừa k cộng 15k trừ 1 đã chia hết cho 9 rồi, đúng không ạ? Và 45k chia cho 9, 18 chia cho 9, đúng chưa? Thì chúng ta thấy rằng là ở đây cả tổng, có cả xuất hiện tổng và hiệu của các số hạng với nhau, nhưng từng số hạng đều chia cho 9, thì chúng ta sẽ thấy đương nhiên chúng ta mới suy ra rằng 4 lũy thừa k cộng 1, đúng không ạ? Cộng với 15 nhân với k cộng 1 trừ đi 1 sẽ chia cho 9. Được chưa? À, như thế chúng ta đã xong được cái bước 2, tức là chúng ta giả thiết nếu n bằng k cộng 1 đúng, đúng không? Mệnh đề đã cho đúng, thì với n bằng k cộng 1 cũng đúng. Được chưa? Bước thứ 3, các em kết luận. Vậy với mọi n thuộc n sau thì 4 lũy thừa n cộng 15 n trừ 1 sẽ chia hết cho 9, và chúng ta có điều phải chứng minh. Được chưa? Đó. Thế thì đây cũng là, đây là cái ví dụ thứ hai mà thầy hướng dẫn các em giải cách chi tiết chúng ta sử dụng phương pháp kiến học toán học, đúng không ạ? À, thầy kết thúc cái bài toán số 2 ở đây.